chuyên viên thính giác trị liệu lê vũ tận tình phục vụ quý đồng hương giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramata là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401 676 766. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đại Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả trong bản tin sáng ngày hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021, Thanh Huyền xin gửi đến quý khán giả những tin tức với các bản tin chính như sau. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 theo nhận xét của Đài ABC Úc Châu. Úc Châu phát triển tên lửa ngư lôi mới. Victoria, những quy định mới đem lại nhiều quyền lợi hơn cho người thuê nhà. Tây Úc, chương trình giảm giá đặc biệt tại hơn 80 khách sạn. Và sau đây, xin mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của chúng tôi trong bản tin sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 theo nhận xét của đài ABC Úc Châu. Trong bản tin của hệ thống truyền thông quốc gia ABC phổ biến trên mạng vào sáng sớm ngày hôm qua 27 tháng 1 năm 2021, đài ABC đã phỏng vấn một vài chuyên gia tại Úc về diễn tiến đang xảy ra tại Việt Nam. Đó là Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhóm họp mỗi 5 năm một lần. Đại hội lần thứ 13 này đã bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 và dự trù sẽ kéo dài đến đầu tháng 2 mà mục đích để bầu bộ chính trị mới bao gồm cả bốn vị trí gọi là tứ trụ, tức là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đảng Cộng sản Việt Nam trước đó đã nhóm họp đại hội trung ương đến 15 lần để giải quyết và thông qua chính sách và nhân sự của Đảng trong vòng 5 năm sắp tới. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã có lệnh là tất cả tin tức chi tiết về đại hội này là tuyệt mật, thế nhưng việc dò dỉ thông tin cũng đã xảy ra. Bản tin của đài ABC cũng đã ghi nhận ý kiến và phỏng vấn vài chuyên gia về Việt Nam, chẳng hạn như giáo sư Carl Thayer. Theo ông Carl Thayer, thì đại hội lần thứ 13 này là một diễn tiến đã được quy định một cách chặt chẽ với những chính sách và thành phần lãnh đạo đã được quyết định và có thể bao gồm một số ngoại lệ, chẳng hạn như việc ông Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 76 tuổi, tức là trên nguyên tắc đã phải hồi hưu từ lâu. Thế nhưng, ông vẫn giữ chức vụ tổng bí thư, và đây có lẽ là điều không có tiền lệ, theo lời của ông Carl Thayer. Một chuyên gia khác, tiến sĩ Lê Thu Hưởng của Viện Nghiên cứu ASPI thì nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang làm mọi nỗ lực để bảo vệ di sản của mình, hoặc bằng cách duy trì, lưu giữ chức vụ tổng bí thư, hoặc nếu không thì tuyển chọn một người kế vị để giữ di sản này. Và cũng theo bà Lê Thu Hương thì Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều thử thách. Một chuyên viên khác đó là tiến sĩ Hoa Thị Minh Nguyên, mà có thể tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Minh Hoa, là một giảng viên cao cấp tại Viện Đại học Quốc gia ANU tại Canberra đã nhắc đến thành quả kinh tế của Việt Nam trong năm đại dịch Covid-19 nên tạo được uy tín cho Đảng và chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, cũng theo chuyên viên này thì Việt Nam phải đạt được mức độ phát triển khoảng 11% GDP chứ không phải 7% như kế hoạch. Nếu Việt Nam muốn đạt được mục tiêu kinh tế của năm 2025. Tin an ninh quốc phòng. Úc Châu phát triển tên lửa ngư lôi mới. Theo hãng tin Reuters của Anh Quốc thì chính phủ Úc ngày hôm qua đã thông báo sẽ chi 1 tỷ đô la cho việc phát triển vũ khí hải quân mới giữa lúc các căng thẳng ở khu vực có xu hướng gia tăng. Cụ thể chính phủ Úc quyết định cung cấp cho hải quân ngư lôi tiên tiến tên lửa chống hạm và tên lửa đối không với tầm bắn trên 370 cây số và một loại tên lửa khác với tầm bắn lên đến 1.500 nhằm duy trì việc kiểm soát biển. Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds đã nhấn mạnh, những khí tài mới này sẽ cung cấp khả năng răn đe đáng tin cậy, giúp đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực. Kế hoạch phát triển vũ khí mới nằm trong chương trình nâng cấp quốc gia của chính phủ Úc trong thập niên tới do nước Úc muốn tập trung hoạt động quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương giữa lúc các mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng xấu đi. Tin từ Victoria. Những quy định mới đem lại nhiều quyền lợi hơn cho người thuê nhà. Chính phủ Victoria đã đưa ra một số thay đổi nhằm đảm bảo mọi bất động sản cho thuê đều đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản chẳng hạn như nước nóng và lạnh trong phòng tắm và phòng giặt lò nướng, bếp nấu và bồn rửa trong nhà bếp và lò sưởi trong phòng khách. Những tiện nghi tối thiểu này là điều mà hầu hết mọi người đều mong đợi khi đi thuê nhà, và giờ đây chính phủ tiểu bang sẽ chính thức đưa chúng vào luật. Bên cạnh đó, chính phủ Victoria cũng tăng cường những cách thức mà người thuê nhà có thể cá nhân hóa căn nhà mà họ thuê. Cụ thể thì kể từ nay, người thuê sẽ không cần phải xin phép chủ nhà mỗi khi gắn các thiết bị an toàn cho trẻ em như rèm tre, dây neo đổ nội thất hoặc cổng an toàn Họ cũng có thể gắn móc treo tranh trên tường, thay rèm cửa hoặc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của ngôi nhà bằng các bóng đèn LED mới. Các thay đổi khác mà chủ nhà không thể từ chối bao gồm cả việc cho phép trồng rau hoặc vườn thảo mộc, sơn tường, lắp đặt hệ thống an ninh và màn cửa chống rủi. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề của người tiêu thụ ở Victoria, bà Melissa Horn, đã cho biết những thay đổi này là vì lợi ích của những người thuê nhà dễ bị tổn thương. Đây là những cải tổ lớn nhất đối với việc thuê nhà ở Victoria đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu phải có trong tất cả các bất động sản cho thuê nhằm bảo vệ tốt hơn những người thuê nhà dễ bị tổn thương và biến bất động sản cho thuê từ một ngôi nhà thành một mái ấm thực sự. Các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 3 và là một phần của hơn 130 cải cách mà chính phủ lao động đang áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà sau khi lắng nghe phản hồi từ hơn 700 văn bản đệ trình của cộng đồng. Nhằm giúp đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ sang luật thuê nhà mới, chính phủ sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về các tiêu chuẩn tối thiểu, các sửa đổi có thể được thực hiện và các nghĩa vụ bảo trì. Chính phủ cũng quy định những thông tin mà chủ nhà phải tiết lộ trước khi ký hợp đồng cho thuê, các điều khoản không được phép bao gồm trong hợp đồng cho thuê và những câu hỏi không được hỏi đối với người thuê nhà. Tin từ Tây Úc. Chương trình giảm giá đặc biệt tại hơn 80 khách sạn Ngành công nghiệp khách sạn tại Tây Úc nói riêng và trên toàn nước Úc nói chung đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bởi sự thiếu hụt khách du lịch quốc tế và đặc biệt là vì biên giới nội địa của Tây Úc cũng đã đóng cửa với hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ khác trong một thời gian khá dài. Vì vậy mà chính phủ Tây Úc đang tìm cách gia tăng lượng khách đến đặt phòng tại các khách sạn bằng cách cung cấp các khoản giảm giá mạnh để khuyến khích người dân địa phương lưu trú tại các khách sạn Perth. Một cách cụ thể thì chương trình này có tên gọi là Stay, Play and Save, giảm giá 200 đô la tại 80 khách sạn ở thủ phủ Perth, khu vực Scarborough, Fremantle, Rockingham và Swan Valley. Đích thân thủ hiến Mark McGowan đã lên tiếng kêu gọi cư dân Tây Úc hãy khám phá sự thú vị và độc đáo của các khách sạn tại Perth. Tuy nhiên, sự giảm giá này chỉ áp dụng cho các kỳ nghỉ vào giữa tuần, từ chủ nhật đến thứ năm và chỉ có thể được sử dụng cho các hóa đơn thanh toán từ 400 đô la trở lên cho kỳ nghỉ tối thiểu là hai đêm. Việc đặt chỗ có thể được thực hiện từ thứ sáu này đến ngày 19 tháng 2 với thời gian đi đến cuối tháng 4 và chiết khấu sẽ tự động được áp dụng khi việc đặt phòng được thực hiện. Thủ hiến mà Cao cho rằng, trong khi việc đi du lịch quốc tế chưa thể thực hiện được và việc đi du lịch đến các tiểu bang thì vẫn chưa an toàn vì dịch bệnh vẫn hãy còn xuất hiện đây đó thì việc du lịch ngay tại tiểu bang mà mình sinh sống cũng là một hình thức nghỉ ngơi và thư giãn, và đặc biệt là còn có thể giúp ích cho sự phát triển kinh tế của tiểu bang. Cuối cùng là tin sinh hoạt chính trị tại Mỹ. Thượng viện tiếp nhận bản cáo trạng về cựu Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua, Hạ viện Mỹ đã làm lễ trao cáo trạng của Hạ viện đối với cựu Tổng thống Donald Trump sang cho giới lãnh đạo Thượng viện tại Mỹ, Tuy nhiên, một dấu hiệu chứng tỏ là việc xét xử tại Thượng viện đối với cáo trạng chống lại cựu tổng thống Donald Trump là sẽ thất bại, vì trong buổi lễ giao cáo trạng này chỉ có 3 nghệ sĩ Đảng Cộng hòa hiện diện trong hội trường Thượng viện mà thôi. Nhắc lại là theo hiến pháp của Mỹ thì Hạ viện có quyền luận tội tổng thống với đa số thông thường để thiết lập một bản cáo trạng. Tuy nhiên, thẩm quyền xét xử tội trạng ấy lại thuộc thẩm quyền của Thượng viện và Thượng viện cần phải biểu quyết với tỷ số là 2 phần 3 thì mới có thể kết án được Tổng thống. Tại Thượng viện mới hiện nay, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều có 50 nghị sĩ như nhau và do đó muốn cho việc xét xử này đạt được kết quả thì Đảng Dân Chủ cần phải thu hút được ít nhất là 17 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, chỉ có 3 nghị sĩ Cộng Hòa là đã hiện diện tại lễ chào bản cáo trạng này. Thì đây có thể là dấu hiệu chứng tỏ Thượng viện không thể có đủ 2 phần 3 số phiếu để kết án cựu Tổng thống Donald Trump. Tân Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua cũng đã có nhận xét là nỗ lực của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện có lẽ sẽ không thành công. Tuy vậy, Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ vẫn nhất quyết theo đuổi tiến trình luận tội này vì họ lập luận rằng hành vi của cựu Tổng thống Donald Trump là một sự vi phạm hình sự quan trọng mà Quốc hội không thể bỏ qua, đặc biệt là sau khi những phần tử ủng hộ ông Donald Trump đã chiếm đóng và bạo động tại trụ sở lưỡng viện Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 vừa qua khiến 5 người tử vong. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.